anh yêu thích của anh để rót của anh nữa, sau này thêm cái nữa thì anh bị hại đây. Là practice trước khi bảo lỗ, đây là một. Và tôi nghĩ trường hợp mà rõ nhất và tôi rất mong muốn tất cả các ông tài đều làm tốt trong những giải lần sau. Chúng tôi đã từng bắt giải Hồ Tràm, chúng tôi đã từng bắt giải Hội Quốc gia, chúng tôi đã từng bắt giải tốt nhất của hội môn thành phố. Nhưng mà tất cả các phơi chúng ta đều không tuân thủ một việc. Việc đấy tôi nghĩ là chưa tốt. Đấy là các anh lên trên ring, các anh đầm ring nhiều quá. Các anh lên bóng trên ring là trên lại đấy, lấy gậy đầm nhiều quá. Cái đấy tôi biết. Tại vì là những góc phơi chúng ta làm việc không tốt. Cho nên là trước khi đến lỗ là các anh dẫm non nát trên ring quá. Cái spike của các anh nó cầy huy lên nhiều quá. Cho những file sau phải đứng dẫm, lấy gậy đầm mà cho nó phẳng để mà vất. Và hôm nay là có một trường hợp trọng tài phù hợp trong cái lồng này. Xin mời cậu lên trước. Trọng tài lồng đã bắt một góc phơ rất nổi tiếng ở trong cái giải mà lên chúng ta là anh Khôi Béo, anh Nguyễn Ngọc Khôi. Xin mời anh Khôi đứng dậy đi ạ. Anh Khôi Béo đứng dậy đi ạ. Anh Khôi Béo là vô địch bách suất của Treo ở Sài Gòn. Đánh cũng bể rồi, hôm nay đánh cũng 10 ngày rồi. Nhưng mà lên lỗ thứ 9 đường B, tức là lỗ 18 đường về. Lỗ thứ 9 là anh Khôi đánh một quả ô cờ. Chắc khoảng 2 là người bắt chứ khoảng gần 2 mét. Anh đi lên đánh, anh cối và bơ đi, nhưng mà anh đập nhiều quá. Trận bắt buộc phải phạt anh Béo 2 gậy. Em xin lỗi anh Khôi. Anh xin lỗi anh Khôi, em xin lỗi. Nhưng phải phạt anh Khôi vậy để cho nền gôn Việt Nam có thể đánh. Lần trước anh Khôi đánh lại Hồ Tràm, cùng với rất nhiều góp phơ của mình đã vượt qua vòng loại ở giải đôi quốc gia. Có Hải Gỗ này, anh Khôi Béo này, có Lầu A Cầu, Lầu A Thầy, rất nhiều người. Mình đánh không tốt lắm, nhưng mà thực ra không gấp không sao cả, mình amateur mà. Nhưng mà góp phơ của mình là có rất nhiều điều kiện là không có tổ, đi thì chậm này, 40 giây một cú đánh, 40 giây một cú mất, không làm kịp. Trần em xin là lần này là tuyên dương anh Khôi Béo, Sài Gòn. Ồ, Sài Gòn thua Hà Nội rồi, nhưng mà anh Khôi Béo làm được đấy. Em phạt anh 2 gậy, 10 gậy đánh hôm nay, anh bị 12 gậy, em phạt anh, em xin lỗi. Xin cảm ơn mọi người. Vâng, xin cảm ơn trọng tài. Vâng, chưa có một cái giải đấu nào tên là thể thao mà trọng tài đi xin lỗi của xin lỗi cầu thủ. Và đây chỉ chắc điều này chỉ có ở môn thôi, chứ còn ở các môn thể thao khác thì làm gì có trọng tài lại đi xin lỗi cầu thủ. Trọng tài đi xin lỗi các cầu thủ thi đấu thì các chắc là khó, chỉ có ở môn mới có các tiền lệ này, đúng không ạ? Chứ còn bình thường chúng ta thấy quen một câu là trọng tài cha là mẹ, người ta cầm quân nhảy vượt thôi mà.